Ok, Câu Cá Adu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Adu. Thì Câu Cá Adu hôm nay xin đứng ở đây và giới thiệu cho các bác một số sản phẩm cần câu ngắn gọn, bỏ túi, bỏ ba lô để giúp chúng ta có thể là trốn vợ đi câu này, cũng như là có thể là đi những nơi xa xôi hơn. Chúng ta bỏ trên xe, hoặc bỏ trong cốp xe để chúng ta đi lại dễ hơn, thuận tiện hơn. Thì kiểu như là gần cuối năm rồi thì cái nhu cầu đi lại của chúng ta từ địa điểm này đến địa điểm kia, đi từ Nam ra Bắc hoặc là từ Hà Nội về các tỉnh vùng quê, từ Hồ Chí Minh về các tỉnh vùng quê đúng không? Thì chúng ta ở quê thì thường mới có sông ngòi hay là nhiều cá để chúng ta câu. Chứ ở mấy thành phố như Hà Nội mình đang sống đây, hoặc nhiều bác ở Đà Nẵng này, ở Hồ Chí Minh này thì chắc là ít có điều kiện để đi câu đúng không? Thời gian tới là Tết rồi, các bác di chuyển về quê nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta không biết là nhu cầu ở quê có cần câu không. Nhiều bác trong khi Tết gọi điện cho mình, rất nhiều năm vừa rồi là rất nhiều bác gọi cho mình cái đợt Tết là yêu cầu gửi gấp, gửi nhanh, bác cùng về quê các thứ. Nhưng mà thật sự là lúc đấy là bên mình không thể kịp gửi về cho các bác rồi. Có thể là qua Tết các bác không nhận được hàng, cũng như là lúc đấy chúng ta cầm dập quá. Thì nếu mà các bác mà đã có nhu cầu mà muốn mua một bộ cần câu rồi ấy, thì nên mua sớm nhé, trước khi Tết. Mua bên mình được hay mua một bên nào khác, hoặc là mua ở nơi gần các bác sống. Ở quê thì thường thường những cái sản phẩm này ít được bán lắm, nên là các bác hãy mua ở những nơi bác đang hiện tại đang sống mà biết ở đấy có đồ cửa hàng đầu câu rồi thì các bác nên mua luôn, hoặc đặt hàng online. Thì bây giờ đặt hàng online là rất tiện rồi. Như bên mình Câu Cá Adu thì chuyên bán online thôi. Mình cửa hàng thì tại kho mà, mình bán hàng tại kho nên là thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là các bác đến đây thì lựa chọn được nhiều mặt hàng. Ở cửa hàng thì mình không bày bán được nhiều, cũng như là mình ở đây khu vực này thì nó ít, nên là chi phí mở ra mặt bằng thì nó cũng là khá là cao, nên là bên mình không mở mặt bằng, mở cửa hàng để bán ấy. Thì mình bán online là chủ yếu. Bán online thì thực sự là giờ rất tiện luôn. Thì các bác có thể là đặt hàng, thì bên mình ship hàng tới cho các bác là tầm 3 đến 5 ngày. Thì các bác đã biết sản phẩm của mình ở trên online rồi, như là video này mình giới thiệu cho các bác, tí mình giới thiệu một số cần thì các bác biết như nào rồi. Thì các bác đặt hàng, xong là các bác được kiểm tra hàng cẩn thận, được kiểm tra hàng xem hàng có bị chất lượng thế nào, có bị lỗi lầm gì không ấy. Thì nếu mà lỗi lầm thì các bác có thể không nhận đó. Thì bên mình là cái đấy, lúc đấy là chịu hoàn toàn phí vận chuyển rồi, cả đi cả về, nên là các bác yên tâm là bên mình mọi sản phẩm bên mình gửi đi đều kiểm tra hàng cẩn thận. Mình không muốn là hàng nó hoàn về thì bên mình sẽ mất phí đúng không đó. Nên là đặt hàng online thì thứ nhất là tiện cho các bác, mà đảm bảo cho các bác là nhận hàng, kiểm tra hàng cẩn thận rồi thanh toán cho người giao hàng đó. Thì mình nói qua về cái thông tin đấy thôi. Thì mình hiện tại bên mình là có một số mẫu về cần câu trốn vợ cũng như là trốn mẹ đi câu ấy. Còn đây là một bộ cần câu Real Fishing. Thì một bộ của nó sẽ gồm cả cần, cả máy rồi, còn cũng như là phụ kiện rồi đó. Máy đây đó. Thì mình sẽ chèn, hôm nay mình chỉ giới thiệu thôi, mình không nói chi tiết một bộ nó sẽ gồm những gì. Bộ này là bộ máy cần câu Dekio. Thì cần này là thứ nhất là nó dài có hơn như gai tay này, nó tầm 40 phân thôi, 45 đến 50 phân tùy độ dài. Đó. Một túi này là dài 21 nhá, có 24 và 27 nữa, mỗi size tăng nhau 30.000. Đó, đây là chiếc cần, chiếc quen của nó đây. Các bạn nhìn này. Đó. Quen này quen rất dày và to, thì giúp chúng ta cái này nó không bị lỏng. Đó, cái sản phẩm khoen này nhá, thì một bộ nó rơi vào tầm 530.000 một bộ luôn. Một bộ thì có cả túi sách này rồi. Thì các bác thích bỏ ba lô cũng được. Đó, bỏ ba lô thì vừa nhá. Hoặc các bác để sách đi lại tiện, theo xe một bộ phù hợp. Đó, thì bên mình đều tặng phụ kiện cho các bác nhá. Thứ hai là cái hãng leo này. Hãng leo một hãng nổi tiếng rồi, đang xâm nhập vào thị trường Việt Nam rồi. Đó, nên là mới ra đây, mới ra một cái bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm này giá khá là rẻ. Một bộ sản phẩm này nó có 350.000 một bộ thôi các bạn. 350.000 một bộ thôi. Thì bộ này nó sẽ có những cái gì? Nó cũng có cần với máy thôi. Cần này thì là rất hay nhá. Máy nhá. Máy là máy đứng nhá, hiện tại mình đang giới thiệu máy đứng. Đó. Cần thì là cần súng. Khá là hay. Đó. Đó. Cần này cầm rất nhỏ gọn. Cần này thì có bác mua sản phẩm này rồi,
của mình rồi và gửi video cho mình là câu con cá chấm đen 8 cân nhé. 8 cân đấy các bạn. Này 15 cân. Kinh khủng luôn. Con này. Nhưng mà con tao rút dài ra. À, con này dài 1m7 nhá. À. Chạm đất này, chạm đất thì vẫn hơn người mình cao hơn 1m7. Bây giờ là tầm 1m8 gì đấy. Đó. Đó, cần thì làm một con fit nhé. Đó. Đó. Bộ này chỉ có 350.000 một bộ thôi. Cả bộ thì bên mình có tặng phụ kiện cho các bác rồi nhé. Gồm lưỡi, phao, chỉ trận phao, khóa linh, mồi giả. Đó. Cần bộ này câu lua được. Đó. Thì cũng như là một số mẫu nữa thì đây là mẫu này. Các bác có thể là như bộ cần ngắn gọn này, các bác thấy ngắn không? Đấy, cái câu này là khá là ngắn gọn này, có dài cần 30 phân, 20-30, rất nhỏ gọn để chúng ta có thể bỏ túi, túi phát là dài có thể bỏ đấy. Này giấu đợi ăn cái câu thoải mái. Hai bên một bên cần một bên máy với phụ kiện bỏ túi. À, đi chơi trốn vợ đi câu thoải mái các bạn. Đó, ngắn gọn chưa? Thì bộ cần câu ngắn gọn này thì giá cả bộ nó rơi vào tầm 530.000 một bộ nhé. 530.000 một bộ. Đó. Thì cái này nó dài 1m rưỡi. Có cần dài hơn là 2m3. 2m3. Đó. Thì cần này thì nó khá là ổn áp này, dẻo. Thì các bác câu cá thì các bác có dòng rồi đúng không? Cần này thì các bác dòng cá thoải mái rồi. À, không phải dẻo đâu mà cứng ý, nó mình uốn như này nó không gãy ấy. Thì giúp chúng ta đóng những con cá thì các bác dòng cá thoải mái. Đó. Thì cần này nó rơi vào tầm 100, hơn 100 thôi. 180 phải. Mình không nhớ chính xác thì nó cũng khá là nhiều mặt hàng. Đó. Và bên mình bán hàng, các bạn nào lấy xỉ thì bên mình có giá ưu đãi hơn nhé. Đó. Thì cũng như là máy thì ở đằng xa kia. Đằng xa kia mình sẽ lấy thử một số máy cho các bác nhé. Cũng như là một số cần. Cần này thì bên mình để cần kia là cần. Còn đa số cần khúc bên mình bán cả cần lua nhá. Máy thì bên mình cũng đều có máy, những sản phẩm máy tốt như kiểu chân kim loại này. Đấy. À, máy này không phải chân kim loại, máy khác cơ. Đó, máy tay quay kim loại này. Cối này. Các thứ này. Máy này thì nó rơi vào tầm hơn 200 thôi. 200 280. Đó, đấy, các bác thấy thế nào? Đó, thì bên mình bán không khá là nhiều đồ câu nhá. Về bộ cần câu trốn vợ đi câu ấy, thì bên mình các bác cũng có thể là sử dụng bộ cần câu bút này. Bộ cần câu bút nhỏ gọn này thì cá các bác nhiều người biết rồi đúng không? Đó, khá là nhiều người biết và đặt hàng cái sản phẩm này rồi. Đó, sản phẩm này thì bên mình bán nó khá là nhiều vì sản phẩm bên mình là sản phẩm chất lượng mà. Thì thứ nhất là giá sản phẩm bên mình nói luôn là giá phẩm sản phẩm bên mình là cao hơn thị trường một chút. Thị trường bán tầm 170-180, bên mình bán 200.000 một bộ 1m. Thì bên mình có đầy đủ phụ kiện rồi, thì thị trường chưa có phụ kiện. Thứ hai là sản phẩm bên mình là sản phẩm chất lượng hơn. Chất lượng hơn thì các bác mua về các bác biết nhá, mua hai nơi các bác so sánh. Còn bên mình đã yêu cầu nhà sản xuất làm chất lượng như cũ, chứ không phải là làm giảm chất lượng đi. Vì nhà sản xuất giờ đã có sản phẩm loại 2, loại 3 ấy. Nên bên mình không nhập cái sản phẩm đấy. Bên mình vẫn nhập cái sản phẩm chất lượng này về cho các bác. Đó. Cũng như là dây các thứ thì bên mình cũng đều có sẵn nhá. Dây nhá. Thì các bác là mua cần câu hoặc các thứ thì có thể liên hệ với mình để đặt hàng nhá. Các bác mua trên mạng thì đặc biệt là các bác không tin tưởng ấy. Thứ nhất là không tin tưởng. Thứ hai là không có chính sách bảo hành rõ ràng đúng không? Nhưng mà bên mình, các bác hãy lưu số của câu cá lưu lại. Thì bên mình đều lưu thông tin của khách hàng. Nên là các bác gọi điện vào số điện thoại đặt hàng. Thì bên mình đều biết các bác đã đặt hàng sản phẩm gì. Từ 1 năm, 2, 2 năm hay là mới đặt. Thì mình đều biết là để bảo hành cho các bác nhé. Nên là các bác bị gãy hay là gì thì các bác hãy yên tâm là bên mình, gọi điện cho bên mình là bên mình xác nhận thông tin là bên mình
bảo hành cho bác luôn nhé. Còn các bác nào mua sản phẩm mà thấy tốt thì có thể giới thiệu cho cô gái Adu nhé, giới thiệu bạn bè. Thì lúc nhất là giới thiệu mình cho đi thì nó sẽ tốt hơn. Và thứ hai là mình giới thiệu thì lúc đó mình nhớ hai người cùng mua một nơi, có thể so sánh nhau sản phẩm tốt hay sản phẩm gì, có thể nói chuyện với nhau để nhớ lại câu cá Adu. Thực sự là nhiều bác bị gãy cần mà không biết là mua ở đâu đâu, nó khó nhớ. Nên các bác hãy lưu số điện thoại của câu cá Adu lại nhé, là 0914726862. Lưu vào là câu cá Adu thì có cần đầu câu gì có thể liên hệ với câu cá Adu nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này.